mưa nha cả nhà, mưa mà tao cũng đi chơi nhiều lắm nha cả nhà. Đi chơi nghe đặc bảo cả nhà ơi. Khu du lịch Quỳnh Kha. Lớn nhất à, một trong những khu du lịch lớn nhất Trà Vinh nha cả nhà. À, sẽ vô hồ bơi quay clip nha. Có vé nha. Nhớ là nha, không la hết vui à. Không la. Bây giờ công nhân nước à cả nhà ơi, dành cho trẻ em nha. Để nó vô cổng tự tắm gì đi coi khỏi than gì. Không nhìn. Ủa tao tắm thì em bé nó mặc dài kìa. Có chừng mét à, nước à, đâu có ấy đâu, ngập đầu. Lên con vô kìa. Lên con vô đá kìa. Lên cái đá đó. Đó tắm đại đây, đó đó đâu có sâu đâu. Nè. Lên con vượt kìa. Nhưng mà cậu nó sao nữa. Có đi lên đường đó đó. Đi ra cái đó không kẹt. Đó. Đi tới tới chừng té nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái bậc đó, giống như tam cấp vậy. Này tối cả nhà ơi, nó đâu có ngập ở đâu, ngang ngực à. Thì ông đi muốn đi. Giống vậy. Em bảo được bạn bộ đồ bà ba nghe cả nhà. Đúng xuân thôi, lạnh không? Ấm nhau lạnh đâu, phải lạnh là làng rồi. Tập cho mấy nó nhỏ nó bơi luôn đây. Tập cho mấy nhỏ nó lội luôn. Tập cho mấy nhỏ lội luôn. Thôi. Nhìn thơ gà thay áo bà đó. Có đem đồ xuống chơi đây. Có đem đồ thì có đồ xuống chơi luôn. Đi ra ngoài đang tới tay tụt xuống chúng mình à. Là tụt coi ra ngoài con đi vòng lên chứ không có cho đứng đó. Ê, ra ngoài luôn. Ê, kêu, tụt coi đi ra ngoài mới vòng trở lên chứ không đừng đứng đó, ta tụt xuống chúng mình. Ê. Tại con hết mà.
Như kia đéo kỳ vậy. Ủa mẹ vậy chứ đưa sao tới. Đó, cái buông tay ra, vĩnh dây buông tay ra, từ từ nó đưa qua cái chọc hai con dây kia. Con cũng muốn đu. Con cũng muốn đu. Con cũng muốn đu. Trông chạy yếu vậy. Chạy đi, dây á. Này khu trò chơi nhân gian nha cả nhà. Ha 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 ha
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đừng lỗ đầu á, lỗ đầu đó. Lỗ đầu, lỗ đầu. Con cái giò lên. Con cái giò lên. Mạnh mạnh á, đẩy mạnh mạnh á. Nó mất bao nhiêu đất rồi nè. Đu luôn rồi đeo úp luôn, đeo úp luôn. Ừ, cổng lên. Cổng lên. Co giò lên. Chưa có thấy què hết trơn nhảy lên. Mày có rồi, mày có rồi, mày vòng vô cái bụng ngốc á. Nặng thấy mẹ sao đâu. Tới giờ ăn nghe cả nhà. Nè đại gia đình được nhiêu nè. Ông tài xế ông đi hết nổi luôn rồi, sớm giờ ông nằm ông bò luôn rồi kìa. Trời. Kêu vậy cho em mua mồi về nhậu. Cái lượt của em rồi, chị Tư nãy có chạy không? Nè, chậm nói tay đi cái bóp của con trai nè. Đi dặm nhà con muốn ta không? Tao chạy về chơi. Nó mua cho con. Cho tao ăn. Ăn không? Ba nước phải ăn. Cơm chiên rau là một phần. Một phần 35 ngàn, muốn ăn mấy phần ăn? Ba ăn tao kè xanh nước không ai. Có ai ăn cơm chiên đó không? Ăn cái gì quê quá. Hỏi ăn cái gì vậy kêu nè. Rồi vô đi. Vô. 1 2 3. Mẹ vô kìa. 1 2 3. Vô. Mẹ em cầm nó đi hả? Đại gia đình nhớ giờ ăn uống chứ chưa có ăn nghe cả nhà. Nè tôi nghe ông tài xế ông ngồi ông đang đợi thêm mồi nè. Cái gì trái xanh trái đỏ gì? Phải. Đại gia đình bảo bảo vừa chuẩn bị ăn nghe cả nhà, mới lên được có món nghe cả nhà. Ăn trước. Bỏ cả nhà ăn mì. Trời ơi, ăn mà thấy có nước cái lạnh. Trời ơi, ăn mà nhức nách rồi đó. Ăn là nhức nách rồi mất công tốn tiền thuốc nữa. Ủa anh ăn không? Đúng rồi. Ăn gió rồi ăn không thấy, ông thấy là ai ăn hết. Cho mày ra men tự. Đây ngốc nách nè. Ờ có cơm. Ăn cơm đi. Quay cho con ăn không mà. Quay cho con hai mà. Không quay cho con nữa. Sợ hết giờ xuống luôn. Anh em muốn hát thôi. Bà mãn cương cho chấm nó hết trơn. Có ăn rau không? Hai mà muốn mấy rau không? Ăn đường nhậm. Ê ấy rồi. Hết rồi khoảng nhiêu quay. Chưa mấy rau hả? Chưa kịp quay nữa hết nào luôn rồi. Nóng quá. Nóng 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 nó
đem về. Lát mình xin cái gì mà về nãy nhiêu? 85.000. Em là bán phần gì không? Thôi coi, ngươi vô kìa, tôi để đại đi. Phải chỉ có hình minh họa là biết nhiều nhiều hết rồi. Chi món gì nữa? Lại có con chết hơn nữa. Còn cái lẩu nữa. Trời ơi. Bới đi, chạm mạnh đây nó bới đi. Nhiều lắm. Nửa chém rồi. Cho nhau em chém đi để hồi anh bắt nó. Trời ơi, còn... Trời ơi, còn nhóc đâu ông không dễ đâu nó gì. Cho ông ăn nguyên dễ luôn đi nào, ông khỏi ăn lẩu mình ăn. Ăn gì đó. Ăn đi. Được chưa? Lẩu lên nghe cả nhà. Bắt đầu chuẩn bị âu lẳng nha. Âu lẳng. Ăn lẩu. Âu lẳng là ăn nữa. Tắm nhảy nhót quá trời, món nào lên sạch món đó cả nhà ơi. Trời ơi, cơ nãy giờ hết sạch rồi. Cái này đậu rồi. Nhảy 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 ăn rồi về cả nhà ơi. Thôi kết lúc buổi đi chơi nghe cả nhà. Cả nhà có thương kênh này cho một like, một share, đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người xem nghe cả nhà. Cũng có tiền đi du lịch đó cả nhà ơi. Tao ăn mì của mẹ. Đăng ký luôn. Đăng ký có tiền để đi du lịch nữa. Đăng ký có tiền đi du lịch. Rồi bye bye. Để hồi sáng làm từ giờ.